Mọi người có thấy chiếc Kia Sorento này quen không ạ? À? Và cách đây vài tháng thì em đã từng review chiếc Kia Sorento này lắp 3 cặp F cộng Ultra. Và ngày hôm nay anh chủ lại tiếp tục mang chiếc xe này ghé qua bên Auto 365 Thủ Đức của tụi em. Không biết là có vấn đề gì không? Mời mọi người cùng theo dõi video sau đây. Chào tất cả mọi người, chúng ta đã cùng quay trở lại với channel của Auto 365. Và ngày hôm nay bên em đã đón nhận một cái vị khách rất là quen thuộc của Auto 365 Thủ Đức, là anh chủ của chiếc xe này đã từng ghé qua bên em nâng cấp lên 3 cặp F cộng Ultra. Và ngày hôm nay anh lại tiếp tục ghé qua để lắp thêm những cái trang bị cần thiết để giúp cho chiếc xe của anh trở nên hoàn hảo hơn. Và món phụ kiện đầu tiên, nếu như trước đây muốn đóng cửa phải dùng một cái lực đẩy rất là mạnh, còn ngày hôm nay chỉ cần dùng một cái thao tác nhẹ nhàng và đơn giản, bởi vì bên em đã lắp đặt cho anh chủ một cái bộ cửa hít. Cửa hít này nó sẽ giúp cho chủ xe trở nên một người tinh tế hơn khi mà không còn tình trạng là đóng cửa đùng đùng. Ví dụ như là xe của chúng ta đang chở người lớn tuổi hay là trẻ em thì nó cũng rất là ảnh hưởng đến người ngồi bên trong xe. Một cái ưu điểm thứ hai của cửa hít đó chính là nó sẽ khắc phục được cái tình trạng mà đóng cửa không chặt. Đóng cửa không chặt thì chẳng khác nào như là chúng ta đã tạo điều kiện cho kẻ gian đột nhập vào bên trong xe. Khi mà lắp đặt một cái bộ cửa hít 4 cánh cửa như vậy thì nó sẽ giúp nâng tầm giá trị cho chiếc xe của chúng ta. Và đây là một cái option mà chỉ có đặc biệt trên những dòng xe sang. Và món phụ kiện thứ hai mà anh chủ lựa chọn nâng cấp lần này đó chính là còi Denso. Đây, ở đây mọi người cùng nghe lại nha. Âm thanh của còi Denso thì nó sẽ cho ra chất âm to hơn là còi zin rất là nhiều. Và cái âm thanh này nó cũng có một cái điểm gì đó rất là hay, đặc biệt là sẽ không gây bị chói tai cho những người xung quanh cũng như là các phương tiện khác khi mà đi cùng trên một tuyến đường. Anh chủ thì hay di chuyển luân phiên giữa nội thành và ngoài tỉnh. Tuy nhiên là mỗi lần mà anh đi tỉnh á, thì anh lại muốn á, ánh sáng á, được chỉnh cao lên để anh có thể quan sát được từ xa. Còn mỗi lần mà anh di chuyển ở trong thành phố, ánh sáng nó cho ra thấp thấp thôi để không gây chói mắt cho người đi đối diện. Mà mỗi lần muốn điều chỉnh như vậy á, thì phải ghé qua bên gara của tụi em để căn chỉnh đèn thì nó khá là bất tiện, cho nên là tụi em đã thay luôn cho anh chủ một cái bộ điều khiển. Đây là bộ điều khiển zin thì nó sẽ không có cái nút mà điều chỉnh đèn lên xuống. Còn đây là bộ điều khiển mà tụi em đã thay cho anh chủ. Thì nhìn, các tính năng, các nút bấm nó vẫn như zin, tuy nhiên là được tích hợp thêm một cái nút điều chỉnh đèn lên xuống tại vị trí này đây thì sẽ phù hợp và hỗ trợ anh chủ điều chỉnh ánh sáng ngay cả khi mà anh đang lái xe luôn. Ở đây thì nó sẽ có tổng cộng là 3 mức độ điều chỉnh đèn cao thấp. Đầu tiên sẽ là mức độ thứ 3, lúc này thì đèn nó sẽ ở cái tầm mà thấp nhất. Tiếp đến chúng ta sẽ nâng lên mức 2 thì đèn sẽ lên cao một xíu, và càng về sau mức 1 thì nó sẽ càng cao. Với những cái mức độ mà tùy chỉnh đèn cao thấp như vậy thì dù anh chủ có đi trong phố hay là đi ngoại tỉnh thì vừa lái xe cũng có thể vừa căn chỉnh đèn cho phù hợp với tầm quan sát. Vừa rồi là những trang bị mà anh chủ đã lựa chọn nâng cấp thêm cho chiếc Kia Sorento của mình. Và các anh chị đang xem video, nếu như xe của chúng ta đang còn thiếu những cái thiết bị nào đó để hỗ trợ mình lái xe được thuận tiện và an toàn hơn thì mình có thể để lại thông tin bên phía dưới phần bình luận là mình đang đi con xe nào, đời bao nhiêu, kèm theo số điện thoại và nhu cầu của mình để bên em có thể tư vấn cho các anh chị trong thời gian nhanh nhất. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.